Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với bài phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng do Việt Sách tổng hợp và biên soạn để học tốt môn ngữ văn lớp 8. Trong một xã hội nhiễu nhương, đồng tiền ngự trị trên tất cả, con người dường như sống chẳng còn tình người. Nhưng chính trong cuộc sống ấy lại có những con người tuy nghèo khổ mà biết thương yêu nhau, hy sinh vì nhau. Điều đó được nhà văn O'Hare phản ánh lại một cách cảm động trong tác phẩm Chiếc lá cuối cùng. Nếu nói văn học là nhân học như Maxim Gorky, thì quả thật Chiếc lá cuối cùng đã để lại một cách kín đáo mong muốn của mình, con người ngày một sống tốt đẹp hơn. Đây chính là tác phẩm để lại trong em niềm xúc động sâu sắc nhất. Trong truyện, tác giả đã kể lại cuộc sống nghèo khổ của các họa sĩ Mỹ tại một khu nhỏ phía tây công viên Washington. Đó là hai nữ họa sĩ trẻ tuổi, Sil và Jonesy, cùng với Berman, một họa sĩ già suốt đời chưa bao giờ thành đạt. Họ sống rất vất vả và chật vật trong những gian buồng chật chội, sát mái, ăn uống thiếu thốn, làm việc cật lực để kiếm tiền. Nhưng về mặt tinh thần, về đời sống tình cảm, họ lại là những người có tình yêu thương sâu sắc, đằm thắm. Ở đây, chúng ta cảm nhận được tình bạn vô cùng chân thành và cảm động. Đó là tấm chân tình trong sáng, thủy chung của Sil đối với Josie. Hai người từ những vùng đất rất xa nhau cùng về với Washington. Vì có cùng sở thích về nghệ thuật, về rau xà lách, về ống tay áo ngoài, nên Sil và Josie đã trở nên thân thiết nhau. Khi Josie ốm nặng, ta mới hiểu hết tình bạn thắm thiết của Sil. Cô đã không bỏ rơi bạn. Ngược lại, Sil còn làm việc hết sức mình để kiếm tiền nuôi bản thân và chạy chữa cho Josie. Cô đã trông nom, săn sóc từng ly cho Josie. Lúc nào Sil cũng cố gắng động viên để Josie tin tưởng mình sẽ hết bệnh. Cô đã tìm mọi cách để gạt bỏ sự yếu đuối của bạn. Với những việc làm của Sil, cô đã chứng tỏ cho ta thấy được một tình bạn thủy chung. Lúc vui buồn đều có nhau, lúc hoạn nạn càng không thể thiếu nhau, không thể rời xa. Sil hoàn toàn không vụ lợi, không gợn một suy tính nhỏ nhen. Sil chỉ có một ước nguyện duy nhất, Josie khỏi bệnh, tiếp tục ước mơ vẽ bức tranh về vịnh Naples. Những người bạn như thế thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Cảm động hơn, Chiếc lá cuối cùng còn là bài ca ca ngợi tấm lòng nhân đạo cao cả của bác Berman. Bác là một họa sĩ già, đã ngoài 60 tuổi nhưng chưa thành đạt trên con đường nghệ thuật. Bác chỉ là người ở cùng nhà với hai nữ họa sĩ. Nhưng khi biết tin Jonesy bị bệnh, lại đang trong trạng thái tâm lý tuyệt vọng, không muốn sống, bác đã vô cùng bực tức. Bác la mắng Sil và giận dữ kêu lên: trên đời này có người nào lại ngớ ngẩn chết vì những chiếc lá rụng từ cái dây leo đáng nguyền rủa ấy? Bác vẫn chưa hề nghe thấy chuyện như vậy. Và cuối cùng bác đã tìm ra viên thần dược lấy lại niềm tin yêu cuộc sống cho Josie. Bức tranh vẽ chiếc lá cuối cùng, đây là bức tranh đặc biệt nhất trong các bức tranh được vẽ trên thế giới. Nó được vẽ trong đêm đen, giữa mưa tuyết và giá lạnh, dưới ánh sáng một cái đèn bão. Người vẽ nó là một họa sĩ già, bệnh tật ốm yếu, đang trong cơn viêm phổi nặng. Người họa sĩ ấy đã bao nhiêu năm tháng qua ao ước vẽ được một kiệt tác.
Nhưng 60 năm qua, chưa bao giờ ông thành công. Mãi mãi, ông vẫn chỉ vẽ bóng mờ của nghệ thuật. Thế mà hôm nay, với bức vẽ cuối cùng của ông, bức vẽ chiếc lá giữa đêm mưa lạnh rét mướt lại đưa ông tới đỉnh cao nghệ thuật, được thừa nhận là một kiệt tác. Bức vẽ ấy là chính sản phẩm của tấm lòng yêu thương sâu sắc con người của ông. Nó thể hiện một tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim nhân đạo đầy tình người bao la. Ở đầu ngọn bút không phải là vẽ màu mà là sự sống của ông, là máu của con tim, là sự tha thiết dành lại sự sống cho Jonesy từ tay thần chết. Đến lúc này, nghệ thuật đã nhập vào với cuộc đời và phát huy hết sức mạnh kỳ diệu của nó. Chiếc lá không rụng, Jonesy đã trở lại với cuộc đời và bờ mền đã chút hơi thở cuối cùng sau khi thành công kiệt tác ấy. Một hình ảnh làm rung động lòng người. Có thể nói, Berman đã trao lại sự sống của mình cho Jonesy. Người họa sĩ già ấy đã nhường hơi thở cho tài năng trẻ tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình. Bác Berman đã để lại trong lòng người đọc niềm cảm kích chân thành. Cả nhân vật Siêu và Berman là hình ảnh tiêu biểu cho tình thương yêu bạn bè, đồng loại. Cuộc đời của họ, hành động của họ luôn tỏa sáng trong tâm hồn người đọc. Thế mới biết, trong sự nghèo khổ cùng cảnh ngộ, người ta đã thương nhau như thế nào. Chính những hình ảnh đẹp ấy đã có sức chinh phục và lay động lòng người, hướng con người tới một cuộc sống trong sáng, đầy tình nghĩa, không gợn những tính toán nhỏ nhen. Hai con người ấy là biểu tượng của tình bạn cao đẹp, thủy chung, của lòng nhân đạo cao cả. Berman đã nằm xuống, nhưng trong lòng mọi thế hệ người đọc, ông vẫn còn sống mãi cùng bức kiệt tác của mình. Qua tác phẩm, với bức tranh chiếc lá cuối cùng, nhà văn đã thể hiện kín đáo tâm sự của mình. O. Henry muốn gửi tới người đọc lời kêu gọi chân tình. Con người, hãy yêu thương nhau, hãy quan tâm đến nhau. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói, người yêu người sống để yêu nhau. Chiếc lá cuối cùng là chuyện ngắn thể hiện được tình yêu thương ấy. Tác phẩm đã toát ra một mong muốn sâu sắc, con người ngày một sống tốt đẹp hơn. Đó là vấn đề mà những nghệ sĩ chân chính quan tâm nhất. Rõ ràng văn học đã đưa chúng ta đến cái thiện, cái đẹp. Nó giúp ta bỏ đi cái xấu, cái hèn luôn ẩn chứa trong ta. Trên đây là bài văn mẫu phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng do Việt Sách giới thiệu đến quý thính giả. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được thông báo về những video mới nhất của Việt Sách.